Xin chào tất cả các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn đang coi cái clip của Quang. Hôm nay thì Quang nhân tiện Quang luyện hót cho cái con họa mi. Thì Quang có làm một cái clip chia sẻ với mọi người về cái chỗ ngủ cho con họa mi. Thế thì nghe mấy cái từ này thì mọi người nuôi chim mà chắc là không chuyên nghiệp thì chắc là cảm thấy nó rất là hài hước và buồn cười. Tại sao lại còn phải chỗ ngủ cho chim nữa? Đấy. Thì thưa với tất cả các bạn rằng là như này này. Cái con họa mi ấy thì nó rất khác với các loài chim khác. Nó rất khó ở vì các bạn phải hiểu cái đặc điểm, cái tính cách của con chim ấy. Đó là gì? Con chim nó rất là khó về cái tâm lý. Đấy. Cái con họa mi chúng ta nuôi chơi được nhanh được chơi hay không là do chúng ta điều chỉnh về cái tâm lý con chim thôi. Đấy. Nếu như chúng ta nuôi con họa mi mà chúng ta để nó bị tâm lý thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công được. Kể cả chúng ta có chăm tốt mấy thì chăm cám, kể cả có đến 30-40 nghìn một lạng, thậm chí có loại cám ở trên thị trường bán đến 50 nghìn một lạng cám. Đấy, 500 nghìn một cân cám. Kể cả chúng ta có cho ăn tốt mấy thì tốt về mồi tươi, nào là suất các loại thể loại mồi tươi này, chăm tốt mấy tốt, nhưng chúng ta không điều trị được cái tâm lý của con chim thì con chim nó cũng không bao giờ dám chơi, và nó có khi nó căng theo cái kiểu căng sợ và căng hoảng loạn đó. Thì cái điều này thì Quang cũng rất là ít khi nói ở trong các cái clip đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là phần lớn từ trước giờ thì Quang có hướng dẫn các bạn về cái cách nuôi con chim họa mi thôi đó. Thế còn cái mà quan trọng nhất ấy, các bạn phải hiểu là gì, về cái tâm lý của con chim mới là cái quan trọng nhất đó. Con chim thường con họa mi ấy thì thường nó càng thuần, nó càng lên lửa thì lại càng thuần, nó càng có lửa thì lại càng thuần, còn nó đã mất lửa thì nó càng nhảy, nó càng hoảng đấy. Cái thứ hai nữa là gì, các bạn đang mua một cái con chim mà ở của nhà người ta nó chơi cực tốt, nhưng mà đi xa, kể cả chỗ nào nó cũng chơi, nhưng mà đi xa không may chúng ta chỉ làm nó hoảng, ví dụ như con chim nó chưa cho vào một cái hộc nhỏ bao giờ chẳng hạn đó, thì là gì, về là nó sẽ sợ, nó hoảng. Thì chúng ta nếu như chúng ta mà không biết cách điều trị cái tâm lý của nó thì có khi chỉ làm hỏng con chim ấy thôi, mặc dù con chim ấy có khi nó còn đã từng đi thi thố đấy. Thế thì có một cái nó rất là khó là như này này, ví dụ như cái người bán ấy mà người ta dặn, người ta biết cách, người ta dặn người mua cẩn thận đấy, hoặc là người ta đừng có quá tâng bốc cái con chim lên thì lại không xảy ra những cái điều gì cả, mua bán với nhau thì rất là quý mến nhau. Nhưng con chim ấy, ví dụ như thực tế nó chỉ có khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi thôi, là nó hoặc là 3 triệu thôi. Thế nhưng mà người bán ấy do quảng cáo lên kinh khủng quá để mà bán cái giá nó cao. Đấy. Thì đương nhiên cái người chơi người ta nghĩ là à cái giá đấy về là ta phải chơi luôn được. Đó. Thì cái này là rất xảy ra rất là nhiều. Tình trạng mua bán ở trên mạng xảy ra, và người mua con chim nó về thì không chơi được. Đấy, không như ở clip, không như quảng cáo. Đấy. Thì cái điều này là xảy ra rất nhiều. Đấy. Thế thì Quang ấy thì từ trước đến giờ ấy Quang cũng hiểu được cái điều đó. Và Quang có bán con chim nào thì phải thực sự là con chim mới chơi được thì Quang mới bán. Đấy. Và cái lượng bán chim thuần của Quang cho khách ấy là thực ra là nó rất là ít. Có khi từ cái hồi mà Quang bán chim đến bây giờ nó chưa quá 20 con. Không đến đâu, nó chỉ hơn khoảng chục con là cùng thôi. Đấy. Thỉnh thoảng Quang mới tìm được cái con chim hay thực sự mà bảo treo đâu chơi đấy, hoặc là con chim như này chơi này chơi kia thì có thôi. Còn phần lớn ấy thì Quang có bán cái chim bổi tố chất, chọn những con chim đẹp và hướng dẫn cho mọi người cách nuôi, cách chăm. Đấy. Đây ví dụ như bản thân Quang nói cái con chim này, Quang đã chứng kiến nó chơi 3 lần ở trên giàn. Đấy, mang về nhà mà nếu như mình mà bán luôn cái hôm đó thì về tay khách, mình cứ nghĩ là nó chơi được thôi, nhưng về tay khách hỏng là cái chắc. Đấy. Thế nhưng mà mình cảm thấy nó không ổn, mình đã thử ở nhà mình nó không ổn, là mình dừng lại, mình không dám gửi nữa và mình đã phải vực lửa. Đấy. Và đến lúc mà không có mái, vực lửa đến bây giờ là hơn một tuần rồi không có mái, gần một tuần không có mái để mình thử xem con chim nó như nào. Đấy. Đấy thì nó xảy ra những cái chuyện là như thế. Đấy. Thì ở cái clip này Quang xin nhấn mạnh với mọi người là đấy, là chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta phải lên hiểu về cái tâm lý của con họa mi nó là như thế.
thì chúng ta điều trị bằng cái tâm lý. Thì một trong những cách điều trị đó thì như sau: khi mà chim nó về nhà thì chúng ta, tất cả những con chim về nhà thì chúng ta đừng cho chơi vội. Chúng ta hãy cố gắng làm quen với con chim từ 1 đến 3 hôm. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ, đấy là nếu như có con mái thì chúng ta sẽ chỉ cần hôm thứ 3 là nó chơi tốt thôi. Đấy. Vì là đấy là những con chim nó chơi rồi nhá. Thằng sẽ không cho nó hót đấy, để cho các bạn dễ nghe. Thì đây là Quang cũng đang tiện luyện hót cho con chim, và cũng rút ra được những cái kinh nghiệm nào thì Quang cũng sẽ truyền đạt cho mọi người thôi. Đấy. Thì khi con chim nó về chỗ nhà mới ấy, nó lạ ấy, thì chúng ta phải có cái cách điều trị về cái tâm lý làm sao để cho nó quen với chỗ mới, chủ mới. Thì chúng ta nếu như có con mái là cái cách tốt nhất để làm cho nó nhanh thuần với chúng ta. Đấy, còn nếu không có mái thì chúng ta sẽ làm như các cái clip mà Quang đã hướng dẫn như vừa rồi. Đó. Thì cái tâm lý con chim nó rất là quan trọng là như này này. Với những con chim mà nó người ta nuôi, người ta giữ gìn cẩn thận quá, nó không xuồng xã ấy, thì các bạn nên nhớ là cái gì? Cái chỗ đi ngủ của con chim họa mi là gì? Cái chỗ đi ngủ các bạn nên chọn cho chim một cái chỗ tĩnh, yên tĩnh, không có tiếng động. Các bạn nên nhớ nhé. Và không có ánh sáng. Đó. Thì chúng ta lên xem ở nhà chúng ta có cái điều kiện chỗ nào. Ví dụ như là có thể là ở các cái chiếu nghỉ cầu thang, ít người đi qua lại chẳng hạn thế. Chúng ta sẽ làm cái giá con sơn đấy, chúng ta treo nó cố định ở đó. Đấy. Chứ còn nếu như con họa mi mà chúng ta mà để nó, khi mà con chim nó chưa ổn định về tâm lý ấy, thì chúng ta mà để nuôi nó, mà chúng ta để cái chỗ ngủ của nó mà nó làm ảnh hưởng ấy, ví dụ như không may có chuột chẳng hạn nhé, thì Quang đảm bảo với các bạn là rất là khó xử lý. Đấy, vì cái con chim mà nó cũng đang ngủ, nhất là cái tâm lý con mi ấy, mà nó bị ảnh hưởng, nó sợ một cái gì ấy, nó sợ, nó nhảy hoảng lắm. Mà nó đã nhảy một lần ấy, thì là lần sau nó cứ như thế thôi, nó cứ cạch nó nhảy thôi. Đấy, thì các bạn nên nhớ là cái chỗ ngủ của con chim họa mi này nó rất là quan trọng là như thế. Trước đây Quang đã từng làm khoảng gần 20 cái clip từ cái con chim bổi mới về cho đến lúc mà treo ra điều khiển được nó hót ấy, là Quang cũng đã nói về cái chỗ đi ngủ của con chim họa mi rồi. Là đấy, Quang cũng đã nói là ở trong cái nhà tắm, cái phòng vệ sinh ở tầng 6 rồi, Quang nó có cái máy giặt. Đấy, thì chỉ một cái hôm Quang để ý thôi, là hôm đấy là giặt quần áo buổi tối thì cái khóa của cái áo khoác ấy, nó chạm vào cái máy giặt, nó kêu, mà cái máy giặt nó kêu ấy, thì đến hôm sau động vào lồng bắt con chim nó sợ, nó nhảy, nó hoảng. Đấy, mà con, trong khi đó là con chim nó đang là con chim nó rất là thuần với mình. Đấy, thế là mình phải dùng con mái mình điều trị lại mấy hôm thì nó mới đỡ đi. Đấy, đấy là các bạn nên nhớ là như thế. Cho nên là cái chúng ta nuôi họa mi ấy, chúng ta nên nhớ rằng cái tâm lý của cái con chim nó rất là quan trọng. Chúng ta có những con chim nó căng lửa thì chúng ta chỉ cần điều trị về tâm lý thôi, còn nó chưa căng lửa thì chúng ta nuôi dưỡng làm sao để nó lên lửa rồi chúng ta luyện. Đấy. Và thế thì mọi người nên chú ý là gì, riêng cái con họa mi là như thế. Cho nên là nếu như là nhiều anh em mà nuôi nhiều loại chim cùng một chỗ đấy, xong treo con họa mi cùng ấy, mà không may tối đến, hoặc là nhất là có con gáy con giếc ấy, mà tối đến mà không may nó có một cái gì hoảng, mà con gáy nó phành phạch một con mi để cạnh ấy, là nó sợ, nó hoảng, thế là chúng ta cũng không nuôi được họa mi. Mà ai mà xem cái clip này mà đã từng bị thì chắc chắn là sẽ biết cái điều đó. Đấy, thế cho nên là cái clip này thì Quang cũng nhân tiện là Quang cũng nói về một số những cái đặc điểm, cái tính cách của con chim họa mi. Và nhân tiện cái Quang cũng đang luyện hót cho con chim thì Quang cũng nhân tiện rỗi rãi thì Quang cũng chia sẻ với các bạn như thế. Và nhất là các bạn nào mà tự tay mà nuôi từ con chim bổi lên ấy, thì các bạn nên nhớ cho Quang một điều rằng như này này. Cái chỗ đi ngủ con chim họa mi bổi, mi mộc dở nó rất quan trọng. Nó cần phải một cái chỗ thật sự yên tĩnh để nó ngủ ngon. Để sáng ra thì chúng ta có thể để đánh thức nó dậy và chúng ta luyện hót. Chứ còn nếu mà chúng ta mà nuôi chim bổi với chim mộc mà chúng ta để tối đến mà nó vẫn cứ nhảy hoặc hoảng ấy, thì chúng ta không thành công được, không bao giờ thành công được luôn. Đấy, thì các bạn lưu ý cho Quang cái vấn đề như thế này. Và thì các bạn nên nhớ là tối đến ấy là lên cho chim nó đi ngủ từ tầm chiều tối thôi, sớm vào. Và để cái chỗ nào mà nó đừng có ai đi qua lại, đừng có tiếng động là động chạm với nó. Và thì là cái tốt nhất. Và cái áo lồng thì chúng ta bịt kín nó vào. Các bạn nên nhớ điều đó nhé. Và thế thì cái clip này thì Quang cũng xin dừng lại ở đây. Và các bạn nói cũng chia sẻ với anh em về cái một số những cái tính cách, cái đặc điểm của con họa mi là như thế. Thì các bạn chú ý cho Quang là lên cho chim đi ngủ ở cái chỗ thật sự yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Đó, không làm cái gì nó ảnh hưởng đến nó nhé.
Vâng, thế thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip sau.